Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái phần phân biệt giữa tiền tải và hậu tải ha các bạn. Tiền tải là gì các bạn? Tiền tải là người ta nói đến cái thể tích máu, cái lượng máu mà nó đổ vào tâm nhĩ và tâm thất phải ha. Đổ vào thất phải thì đó là tiền tải. Tiền tải là ý người ta nói là tất cả những cái thể tích máu, tất cả cái lượng máu mà nó đổ từ tâm nhĩ phải xuống thất phải, thì khi mà cái thể tích máu nó giảm, cái lượng máu tới không đủ thì người ta nói đó là nó giảm tiền tải ha. Hậu tải là cái gì các bạn? Hậu tải là ý muốn nói là cái tăng sức cản ngoại biên, cái lượng máu từ tâm thất trái nó bơm ra bên ngoài ngoại vi, mà ở ngoại vi nó bị tăng áp lực, nó tăng sức cản thì nó sẽ làm tăng áp lực của tâm thất trái, máu từ nhĩ trái xuống thất trái nó bơm máu ra động mạch chủ. Mà nếu mà cái động mạch chủ chúng ta có một cái chướng ngại vật nào đó, hoặc là cái động mạch chủ đi ra ngoài ngoại vi mà nó bị sơ cứng, nó bơm ra cái áp lực nó tăng lên, nó bơm ra không được, nó bơm ra yếu đi, thì cái lượng máu nó bơm ra nó bị cản lại, nó hay còn gọi là tăng huyết áp đó các bạn. Nó bị cản lại, nó sẽ gây tăng huyết áp. Một thời gian mà nếu mà nó tăng áp lực ở ngoại vi như vậy, về lâu về dài thì cái áp lực của thất trái nó sẽ tăng lên ha. Nó tăng lên và nó dày giãn lên, nó sẽ dày thất trái và cuối cùng dẫn đến suy tim trái ha các bạn.